Hello, hello các bạn ơi. Mình đang mở cửa để ra đón bên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xuống. Ok, xe tới rồi. Chơi ngắn. Chơi ngắn. Móc không được, để chạy vô luôn mà được. Rồi, móc luôn, móc hết luôn. Coi cái đầu bên kia giùm giùm nổ rồi, hóa luôn, đầu này ngắn. Rồi bóc hóa luôn, bóc hóa luôn. Mấy trăm gian hàng ở công viên gia đình mà có mình đăng ký bán dừa. Vô bà đó mới tưởng đâu bán dừa trái, mà nói trong đây không có cho bán trái dừa anh ơi, tưởng đâu bán nước. Mình nói có bán cây dừa, mà hên bữa đó đi cầm cái cây dừa đi giao cho khách mới biết chứ. Đưa chỉ coi đăng ký cũng chén chọn quầy sợ. Trời ơi, sumo nằm vô ngay chỗ đó luôn, nằm ngay giữa chính vô chính giữa chính diện luôn con. Vô giả điên nằm ngủ nữa. Hay ghê. Ở Linh Sơn ở đường số mấy? Em đường số 5. À. Trước mình có giải trọ đường số 6 sao này mới bán á. Số 5 là phía bên lỗ lò mổ hả? Không, số 5 bên chỗ đối, ngay chợ luôn. Chợ Linh Xuân á. Ừ, ngay đây nè. Số 5 là ngay chợ của mình. Đường ra cột sóng thần á. Biết rồi, đó là cái đường ngay chợ, đường xéo chỗ chùa ra gì phải không? Đây chùa Cổ Đại đó. Rồi biết rồi. Tại bên kia là đường số chẵn, còn bên đây đường lẻ hết. Dạ. 11 rồi 5 7 9 11 là nằm bên đây hết lên tới Bixi. Số 6 là anh nằm ở quốc lộ 1K đi vô mà. Sumo. À, bonsai một ngày vui, một lần nữa xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình gặp được em Tấn Hoàng, phóng viên của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, chuyên mục thời sự. Thì ngay cái ấn tượng đầu tiên mình xuống mình gặp và làm việc với lại em Tấn Hoàng này thì rất là ngạc nhiên với một cái chàng thanh niên trẻ trung và cái cách làm việc rất là chuyên nghiệp, làm mình với lại nhà của mình nó cũng phải tập trung hết sức cao độ vì em ấy làm việc rất là kỹ lưỡng các bạn. Mình có thể gọi là một chút xíu là hơi khó tính, làm những cái thao tác mà không đạt được thì bạn bắt phải làm lại, anh phải làm cái này, phải làm cái này thì nó mới được ra một cái tác phẩm đẹp theo ý như thế này. Có những cái cảnh mà quay bạn không vừa ý, những góc quay bạn nhất quyết phải đổi và phải lựa chọn là những cái chỗ mà nó vừa ưng ý. Các bạn thấy không? Sốc vào để mà làm tham gia cùng của mình luôn. Mà mình rất quét. Là quét sơn không? Quét sơn không? Gọi là rất là ngưỡng mộ cái bạn này. Khóc hoài con, có cái công đoạn rất là nhiệt tình luôn. Mời các bạn xem qua một cái số công đoạn và những cái thao tác mà bạn Tấn Hoàng này yêu cầu mình tác nghiệp. Thì đây bạn thấy không, nhóc nhỏ ở nhà cũng tham gia luôn. Vì hôm nay không có gửi được cháu cho ai giữ giùm, cho nên là cả nhà tham gia luôn vào trường quay tại bonsai một ngày vui luôn. Mong là các bạn xem cái video này ủng hộ bonsai một ngày vui bằng cách là chia sẻ và nhấn like. Còn bạn nào mới xem thì mong các bạn đóng góp cho mình thêm tinh thần và động lực
bằng cách là nhấn subscribe để cho cái lượt subscribe của mình nó tiến ngày một nhanh hơn, về đích mốc là 1000 lượt đăng ký. Rất là cảm ơn các bạn nha. Mình hôm nay là sau một cái thời gian dài mình hoạt động với bonsai dừa thì hôm nay mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì cái công việc của mình đã được công nhận, được thừa nhận một cách rõ ràng. Mình rất là vui và chia sẻ cái niềm vui này với lại các bạn. Mong các bạn cùng xem và chia sẻ cái đam mê đối với dừa bonsai trong cái dịp Tết 2020 này với bạn bè và người thân. Và chúc cho tất cả mọi người sắp tới đây sẽ có một cái Tết xuân rất là nồng ấm bên gia đình và người thân. Xin chào các bạn và các bạn hãy xem tiếp cái phóng sự này nha. Cảm ơn các bạn. Mà giống như Sony với hai ba Hiếu. Quay cái này nè. Hello các bạn, mong xem một ngày vui. Xin chào tất cả các bạn nha. Rồi. Rồi đó. Ok, thôi anh em mình chào tạm biệt ở đây ha. Rồi, cảm ơn. Hẹn gặp lại dịp sau. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, ok, bye bye ha. Không, cứ đi ra từ từ được, không sao đâu. Ra từ từ, mình nằm ở cuối đường rồi. Cứ chạy ra là trong kia, em đi ở ngoài đầu đường, trong cái dê cho mình thôi. Rồi chào chào ông nha.